Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Nông Bên Rau và câu lạc bộ Viettel. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng giải AFC Cup và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái trận này thì Viettel sẽ là những người đỉnh giá của trên và sẽ chấp Nông Bên Rau với mức kèo là hai trái. Mức kèo cũng thấy tăng 2,25 và hạ xuống còn 1,75. Mức tài xỉu trận này là 3,5, 3,25 và 3,75. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào cái đường link màu xanh đó. Sau đó các bạn ấn một cái chữ đăng ký là xong. Ngoài ra thì mình cũng up một số video nhận định khác trên kênh Di Sư Kèo số 1, thì bạn nào rảnh rồi nữa các bạn hay là ghé qua kênh đó để tham khảo thêm về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này, thì Nông Bên Rau và Viettel trước đây chưa có lần nào chạm trán với nhau cho nên là cũng không có thành tích đối đầu gì để gửi tới cho bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của Nông Bên Rau, Nông Bên Rau thắng 1 hòa 3 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Viettel, Viettel thắng 2 hòa 1 và thua 2. Và trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn của Nông Bên Rau được chấp hai trái, hoặc là các bạn hay là lựa kèo phụ và được chấp 2,25. Vì sao? Có thể trận đấu này Nông Bên Rau là bị đánh giá của dưới hơn so với Viettel. Tuy nhiên thì Nông Bên Rau họ cũng không phải gọi là đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu các bạn. Nông Bên Rau họ là một thế lực của bóng đá giải Campuchia nha các bạn. Thứ hai này thì do cái mức kèo chấp nó cũng khá là cao, hơn hai trái. Nếu như trận đấu này mà Nông Bên Rau cầm hòa được Viettel, thậm chí là thất bại trước Viettel với cách biệt là một bàn, hai bàn chăng nữa, thì chúng ta chọn của Nông Bên Rau, chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo đến thắng kèo mà thôi. Và cái điều thứ ba nữa thì trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều, khi mà 9 phút vô thúc đối thủ Nông Bên Rau này mạnh hơn rất nhiều so với John Elephant ở lượt trận đầu tiên gặp Viettel, cho nên là biết đâu Nông Bên Rau họ có lần đầu tiên gặp Viettel thì họ sẽ làm nên bất ngờ, đó là đá bại được Viettel luôn thì sao. Cho nên trận này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội Nông Bên Rau được chấp hai trái hoặc 2,25 trận này. Mình đi đón trận này có thể là Viettel họ cũng sẽ thắng, tuy nhiên thì họ chỉ thắng trận thôi chứ không thắng kèo nổi. Còn cái mức tài xỉu chỗ này là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán với nhau, cho nên mình nghĩ hai đội cũng sẽ rất thận trọng. Mình dự đoán chỗ này sẽ không nhiều thắng ghi như cái trận đấu mà Viettel gặp John Elephant ở bạn. Mình nghĩ trận đấu này sẽ có từ 3 bàn trở xuống, có thể là 2-1 nghiêng về cho Viettel hoặc là 1-0 là cùng. Cho nên bạn tin tưởng mình ở ưu tiên đá cửa xỉu chỗ này. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng cửa Nông Bên Rau, các bạn ưu tiên đá cửa xỉu 3,5 không được hoặc là 3,75. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là một trái và tài xỉu là 1,75. Vì đó hiệp 1 có thể là hai đội sẽ bất phân thắng bại với tỷ số là hòa không và thắng, hoặc là Viettel chỉ có một thắng như trước mà thôi. Hiệp 1 các bạn hay là đá cửa Nông Bên Rau được chấp một trái và đá xỉu 1,75 ở hiệp 1. Ưu tiên đánh xỉu hiệp 1 cho nó cũng khá là sáng. Và tất cả cho nó chốt kèo là chọn cửa Nông Bên Rau và đá xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn lấy chọn của mình nha.